Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Hoa sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức sử dụng máy phun xương để làm sao cho đạt hiệu quả cao nhất nhé. Và đây chính là cái hình dáng bên ngoài của máy phun xương. Có thể là các bạn được ai đó tặng hoặc cũng có thể là các bạn mua về các bạn sử dụng nhé. Đấy, thì đấy chính là cái hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Và bây giờ thì Hoa sẽ mở ra cho các bạn xem này. Đây chính là cái hình dáng bên trong của sản phẩm nhé. Đấy. Cách dùng như nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở nắp ra như này. Mở nắp nhé. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ cho nước đảm bảo nước sạch cho hoa. Đây. Các bạn có thể cho một cái lượng nước như này. Đấy. Sau đó thì chúng ta cho khoảng 2 cho đến 3 giọt toner. Đây. Toner tinh thể bạc hà rất là đẹp đúng không? Cái sản phẩm này thì nó giúp là co nhỏ lỗ chân lông này, giúp cân bằng cái độ ẩm, độ pH cho da. Nó sẽ lấy nước của vùng da thừa bù cho vùng da thiếu và lấy nước tại không khí. Nó sẽ cấp ẩm cho da. Như vậy thì da của chúng ta sẽ đảm bảo là đủ nước và da của chúng ta luôn ở trong cái trạng thái là được cấp ẩm đầy đủ và da của chúng ta nó sẽ căng bóng luôn. Đấy. Chúng ta sẽ cho khoảng 2 cho đến 3 giọt nhé các bạn nhé. Đây các bạn sẽ cho vào đây. Đấy, 2 đến 3 giọt. Như vậy thì là vừa đủ. Sau đó thì chúng ta nhé. Sau khi mà chúng ta đã cho toner vào rồi thì chúng ta sẽ đậy lại như này. Đấy, chúng ta sẽ đậy lại như này các bạn nhé. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là bật công tắc. Đấy. Các bạn nhìn Hoa nhé. Đây, đây sẽ có cái nút công tắc các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ bật. Phê chưa con ơi? Rất là phê luôn đúng chưa nào? Đấy, thì vừa rồi Hoa có hướng dẫn cho các bạn cách thức sử dụng cái máy phun xương. Nó rất là đơn giản, nó rất là tiện lợi như vậy. Đấy, khi mà chúng ta ngồi trong văn phòng hay là chúng ta đi đâu ấy. Đấy, thì thực sự là rất là phê đúng chưa nào? Đấy. Các bạn mà cần hỗ trợ gì thêm ấy, thì các bạn cũng hoàn toàn là các bạn có thể là liên hệ trực tiếp cho Hoa nhé. Đấy. Các bạn có thể là inbox trực tiếp cho Hoa ở trên Facebook hoặc các bạn cũng có thể gọi trực tiếp cho Hoa qua số điện thoại đó chính là 0971035507. Các bạn cũng có thể là nhắn tin qua Zalo để Hoa hướng dẫn thêm cho các bạn 0909537868 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại các video tiếp theo.